Chào cô chú bác anh chị em nè, các bạn nè con. Chào cô chú bác anh chị em, sẽ đi qua chùa. Giờ mình đang đi chùa nha các bạn. Chú đường nha, mình sẽ đi giúp họ. Ừ. Mời mọi người cùng ăn nha. Ăn vậy mà nó ngon. Hôm nay là em đi kiểm tra răng nè. Nên mùa xuân sắp tới rồi á cô chú bác anh chị em ơi. À còn tuyết nhưng mà cũng gọi là mùa xuân, tại vì tháng 3 là sau khi đổi giờ là mình đã gọi là mùa xuân rồi. Thì khi mà mặt trời mà nó vào đêm á, nó vẫn sáng luôn, 10 giờ đêm nó vẫn sáng trưng như vậy á, thì đã là vào mùa xuân và sắp hè rồi. Nhiệt độ hôm nay á, đã là 10 độ C và cái không khí như vậy rất là thích, tại vì âm 45, 50 độ rồi, nhưng mà khi mà lên 10 độ C thì rất là thích. À, hôm nay á, thì mình sẽ đi một số chỗ và sau khi đưa con đi học về rồi á, thì mình sẽ bắt đầu mình đi. Và anh chị em và chú bác cùng theo dõi hành trình hôm nay của mình nha. Tiên thì mình sẽ đi tới và đăng ký bác sĩ gia đình. Đây là cái phòng mà bác sĩ sẽ khám và lúc nào nó cũng sẽ có được những cái dụng cụ đơn giản như vậy nè. Rồi, như là khám mắt, khám tai, rồi bóng đèn, rồi có một cái máy và một cái bàn để nằm. Thì bệnh nhân sẽ vào để đợi, đợi trước khi bác sĩ vào. Và mình đang đợi nè. Bữa nay mát mẻ lắm mọi người ơi. Mùa xuân tới rồi á nên nó cũng ấm hơn. Và sau khi xong ở chỗ đây rồi thì mình sẽ bắt đầu đi ra xe và đi đón con đi học về nha mọi người. Bánh chưng người ta làm ngon lắm ở nhà thờ á. Nhà thờ người ta làm ngon lắm. Mấy cái cô mà làm á, mình bỏ tủ lạnh á mà nó không có bị lại nếp. Bỏ microwave khoảng 1-2 phút là mình ăn lại được. Mà nó dẻo lắm. Mời mọi người cùng ăn nha. Ăn vậy mà nó ngon. Cái này mà có gì ta? Có một chút củ kiệu, một chút tương ớt á. Một chút tương ớt, một xíu nước tương nữa thì nó sẽ ngon hơn. Ngon lắm. Bữa nay mình đi đăng ký với bác sĩ gia đình đó. Nãy nói đợi vậy nhưng mà thấy nó cũng nhanh. Bác sĩ vô kiểm tra rồi cho đi xét nghiệm máu rồi kiểm tra mọi thứ. Qua tuần sau là con với lại chồng đi kiểm tra rồi. Để người ta lưu lại cái hồ sơ á. Hồ sơ bệnh án hoặc là mình có những cái vấn đề gì người ta sẽ lưu lại. Và người ta sẽ theo dõi cho mình. Thì bác sĩ gia đình nó cũng cũng lợi một cái chỗ là khi mà mình có vấn đề gì á thì mình sẽ tới bác sĩ gia đình trước. Và mình muốn mua thuốc hay như thế nào thì khi bác sĩ gia đình đưa cái chỉ bill cho mình đó thì mình mới được đi mua. Đặc biệt là những cái loại thuốc mà mình không có thể mua ở ngoài các cái cửa hàng được, như Tylenol, mấy cái loại thuốc mà nhức đầu này nọ thì mình có thể mua được. Ngon quá. Mời mọi người cùng ăn nha. Thôi bây giờ mình đi về đón con đây. Đón con xong rồi đi tiếp một chỗ nữa.
nay có lịch hết rồi. Bye bye mọi người. Giờ mình sẽ cùng nhau đi đón Noel rồi sẽ đi xuống dưới kia nha. Tiếp tục theo dõi nha. Rồi đã tới nơi đón anh Noel rồi. Bây giờ mình đang đợi Noel nha. Để coi thử mình chuẩn bị mình đi vô. Hôm nay Noel học có nửa ngày. Thường thì tùy theo tỉnh bang thì các giờ nó khác nhau nha mọi người. Bang thì khác nhau. Còn ở đây thì trường Catholic á, trường Công giáo á, thì thứ năm sẽ học nửa ngày. Còn trường thường á, thì học bình thường. Trường công, trường tư thì học bình thường. Còn chỉ riêng trường Công giáo á, thì học nửa ngày vào ngày thứ năm. Thì mình có cố gắng mà sắp xếp thời gian. Anh chị nào mà cho con đi học thì để ý thời gian để mình sắp xếp. Hôm nay tuyết nó tan rồi nên nó hơi bị ướt. Coi Noel ra chưa nha. Hôm nay Noel đi kiểm tra răng nè. Nên có bị ý kiến coi. Mình bị đau răng bên này là các bạn. Mình bị đau cái da á. Mình không biết sao nữa chứ. Mới lại kiểm tra cái răng nào? Hai răng trên đúng không? Không rồi, con coi để nó hơi dùng lại không? Mình cố gắng đánh răng ha. Nên nói các bạn đánh răng giống mình nè. Mình cố gắng đánh răng. Với ba các bạn. Ba các bạn. Hẹn gặp lại lát nữa coi mình kiểm tra răng nha. Bye bye. So your hands will hold on to this. Just no, tay lên đi con. Yeah, there you go. Good job. Are you going to come closer to me? Okay, so... xong rồi nè, tí nữa các bạn sẽ thấy mình học đoạn nha các bạn. Chào cô chú bác anh chị các bạn nè con. Chào cô chú bác anh chị em. Hôm nay mình sẽ đi qua chùa. Giờ mình đi qua chùa nha các bạn. Cảm ơn đã xem video clip của gia đình Noel Angela. Hôm nay thì mình đi tới trường để tham gia cái buổi họp phụ huynh. Họp phụ huynh ở đây thì có học sinh đi theo nữa, là có nghĩa là có con của mình đi theo và đi vào bên trong. Thì khi đi tới nơi thì những bé sẽ thuyết trình lại tất cả những gì mà các bé đã học cho mình xem, rồi giới thiệu tất cả những cái đồ trong trường, trong lớp. Cái đó là ngày để mình có thể tối cái Easter luôn. Tới Easter. Mới hiểu rồi. Có nghĩa là mình chuẩn bị cái tinh thần, cái lòng của mình để đón cái ngày phục sinh đúng không? Cho tới cái chân nó đi lên tới ngày phục sinh đúng không? Đúng rồi. Và đây là cái hồ lớn. Đúng rồi. Và đây là một cái heo. Một cái gì? Cái heo dạng như là cái đồi. Đúng rồi. Và đây là mountain. Là cái núi. Núi. Ok, chờ tới cái này. From earth and rocks. Valley are low area between mountain or hill. They are usually V or U shaped. Noel hả? Kìa.
mình sẽ trace with pencil, và sau đó mình trace with Sharpie, và sau đó mình sẽ color with màu nước. Mình hay ha. Ủa nên mình làm màu nước lên hả con? Đúng rồi đó. Xong rồi, đi qua kia. Nè, má đây là những mấy cái feeling của mình đó. I know it. I can. Oh yeah. I mean, emoji and behaviors by doing deep breathing, talking to someone. Hi, can I tell you something? Doing self talk, I can do exercise, reading, drawing. Reading, drawing, coloring, listening to music, doing something I love, talking and break, taking a break, counting to 10. Là mấy cái này là để mình kiểm soát cái cảm xúc của mình. Và hồi xưa, hồi nay là có rất là nhiều đồ rồi, hồi xưa đồ đó. Thời nay với ngày xưa hả con? Cái đó là social health units home change. Ok, xong. Răng ra đây để nó chật lại cái răng kìa. Nhìn nè, hai cái nè. Calendar area. Đúng rồi. Đẹp quá ha, nhiều sách quá ha. Mình có thể sử dụng, mình có thể chọn sách này về mình đọc đúng không con? Đâu? Có chữ của con không? Cái này là cái tên của sách thôi hả? Không, cái này phải có cái tên. Chữ N. Cái này là level á. À, level đọc quá ha con. Con hay chọn cái nào? Con nó chọn level của đầu, con chọn cái gì chứ? Nó cầm